Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Audio làm cái clip để giới thiệu về hai sản phẩm rời rực. Đây là một quả súp hơi 40 và một đôi loa full 30 neo cho tất cả các bác khách cùng chơi. Cái cấu hình ngày hôm nay là một bộ dàn âm thanh này thì nếu mà để ghép vào một bộ thì cho ra chất nhạc cực kỳ là tuyệt vời. Đối với các bác chơi sân vườn hoặc là trong nhà rộng thì các bác cũng có thể đều chơi đến những dòng sản phẩm này. Hát rất nhẹ, em lắp cái cấu hình full 30 neo này là full 30 neo cao cấp cho tất cả các bác cùng chơi. Thì hôm nay Tùng Nguyễn giới thiệu về một đôi loa full 30 và một quả súp hơi. Và các bác xem video cảm thấy mà sản phẩm đẹp thì hãy cho Tùng Nguyễn một like và bấm đăng ký kênh. Và Tùng Nguyễn chúc tất cả các bác mạnh khỏe để chống dịch nhé. Thì hôm nay đôi full này là full 30 Nexo này. Lưới ai căng bằng sắt và được dán chống bụi, tem của nó Nexo màu vàng, rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Cái cấu hình về loa bát và tép của nó thì các bác được nhìn ở đây. Bình thường cái mẫu như này thì em đang sử dụng tép côn 44, nhưng hôm nay là một đôi loa với sử dụng các dòng như tép công suất lớn, đó là tép côn 75. Bát của nó là bát leo bi Nexo này, bi neo từ bi, một dòng bát mà xịn sò nhất ở trên thị trường. Đối với dòng bát 30 này thì tiếng cả nó cực kỳ tốt, nhịn của nó rất là rộng. Các bác nhìn cái lớp bát của nó trông rất là sang và nó nhìn nó rất là xịn. Tiếng con bát này rất là tuyệt vời các bác nhé, hát hay lắm, tiếng mic sáng. Màng của nó sơn dầu và gân vải thẩm dầu 2 gân. Đây là một dòng bát nó là hàng cao cấp các bác nhé. Hiện tại bây giờ trên thị trường có cái dòng như Hewell này, rồi là các cái dòng như JBL 2 từng côn này, thì loại bát này có thể di lát các cái loại bát này luôn. Đấy, khẳng định luôn, vì nhà em có bán các cái loại bát này rồi. Thì các bác chơi cái dòng bát này thì em bán mẫu bát này 4 năm nay rồi, nên các bác cực kỳ là yên tâm. Còn các bác chơi các cái bát Hewell côn 76 thì nhà em cũng có, giá nó rẻ hơn cả bát này. Tất nhiên là giá nó thành nó sẽ mềm hơn. Thùng được chôn gen, thùng Nexo. Và em dựng với mẫu phân tần của mã là BL3. Đấy, bình thường em đang lắp côn 44 em lắp BL2. Còn con này BL3 thì sử dụng 2 chở nhôm và 3 cuộn đồng này, rất là nhiều tụ để xử lý tiếng. 2 chở nhôm màu tím này. Còn về phần tép này, tép leo của nó bình thường em vẫn giữ tép côn 44 và con này là tép côn 75. Nắp nhôm và con này thử từ neo bi. Cái phễu này là của em là phễu vuông. Đấy, phễu vuông và vuông 2323 này của nó có thể bắt được cả tép 450 và 750. Đấy, mẫu thùng này là mẫu thùng 30 các bác nhá. Nhưng đặt cái mẫu như này thì là mình lắp được nó bộ của nó rất là khủng. Còn đây là súp hơi này. Súp hơi này của bát từ 220-100 này, đi bát có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Bát mới tinh, ở đây các cái vết nylon nó dính về vào đây thôi. Bát mới tinh các bác nhá. Xung quanh đúc từ 220-100. Dòng bát này thì em có thể bao cho tất cả các bác từ nắp vào phòng hát hoặc là súp gia đình, súp sự kiện thì tiếng con này rất là tuyệt vời. Kẹp lỗ thép trắng từ 220 côn của nó 100, đánh các dòng đẩy 800W hoặc 700W là, thì mình đánh các cái dòng bát như này thì mình mới kéo được nhá. Đây là súp hơi nhá. Màng của nó sơn dầu. Em có bán lẻ cái mẫu này là một cái bát 40. 40 giờ xếp màng sơn dầu và màng được xếp ly gân 3 gân. Màng sơn dầu các bác nhá, 40 giờ xếp màng sơn dầu. Còn đâu cái cấu hình súp hơi thì nó không có cái gì cả. Chỉ có dựng lên là chỉ có cái bát và cái thùng thôi. Đấy. Còn súp điện thì nó sẽ có một cái mạch công suất để không phải ăn công suất từ đẩy. Còn con này nó có cái bát cả cái mạch này thôi, à cái vỏ thùng này thôi. Thì các bác phải đánh, bắt buộc phải đánh lấy công suất từ đẩy ra. Đấy, mình cắt súp qua đường lân tiếng hoặc là qua cốt. Đấy, hoặc là qua con vang thì mình nó sẽ có một cái đường để cắt cốt. Cắt cốt như là như nào? Con súp này nếu mà bình thường mình cắm thẳng vào con đẩy, như vào con đẩy kia kìa. Con đẩy kia là 3 kênh nhá, mình cắm vào một kênh 2 thì nó sẽ ra là tiếng trống và lời. Nhưng khi mình kết nối vào một kênh 3 của nó thì nó sẽ cắt cốt là như nào? Cắt cốt nó sẽ cắt hết sạch cái tần số của nhạc đi và nó chỉ cho cái tiếng trầm thôi. Tiếng trầm nó ra như nào? U-wịch. Đó là các cái giải tần số trầm. Còn mình khi mình mà để nọt cái tiếng nhạc vào đây
thì nó sẽ là tiếng ra cả lời, thì cái súp thì nó không phải là ra tiếng trầm nữa đấy, mà nó không khác gì như kiểu cái noan không có bát, thì nghe cái tiếng trầm nó không được mềm mại mà nó sẽ bị khô tiếng các bác nhé, nó sẽ bị khô tiếng. Cái quả súp hơi này của em thì đang cung cấp là 3,4 triệu một quả đấy, còn đôi loa này của nó thì là 8,5 triệu một đôi. Các bác có nhu cầu đến hai dòng sản phẩm này hoặc là có thể liên hệ cho Tùng Huyết Audio bằng những cái sản phẩm rời về để chống dịch thì hãy liên hệ cho Tùng Huyết Audio. Và hôm nay Tùng Huyết xin chào tạm biệt tất cả các bác, và các bác có nhu cầu đến sản phẩm rời bên em hoặc là dựng một thành một đôi loa hàng chất lượng cao thì có thể liên hệ cho Tùng Huyết. Và hôm nay Tùng Huyết xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.